Rồi, xin chào tất cả các bác yêu audio đang theo dõi video của kênh Loan Toàn Giải Hà Đông. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ test đôi ủ tác 30cm này với hệ thống âm thanh cũ như mọi hôm trước. Nhưng hôm nay đặc biệt có một điều khác, đó là em PlayStation. Em PlayStation này thì mới kiếm được cái main của mấy bà ve chai. Con này là sử dụng con chip AKM rất là lạ. Nó dùng điện 100, sử dụng cho người dân địa phương của Nhật. Đấy. Thì khi nó về thì nó đã bị chết nguồn. Và mắt thì mờ, chập chờn, lúc đó cũng không. Vậy thì em đã thay cho nó con nguồn điện 120V. Đấy. Để thì sau một lúc thời gian lau chùi con mắt và chỉnh lại một ít bias thì em nó đã hoạt động hoàn hảo. Đấy. Và em sẽ sử dụng cái mặt trên từ hôm trước và cái main dưới này em đã thay rồi. Thì để các bác sẽ cảm nhận thấy con PlayStation sử dụng con chip AKM rất là lạ mà nó sử dụng cho hàng nội địa của người Nhật sử dụng. Ta sẽ test trên hệ thống âm thanh đèn N84 và một con free như thế này. Vẫn như mọi hôm thôi, hôm nay đặc biệt chỉ có thay con PlayStation. Rồi, còn đôi loa thì vẫn như thế thôi. Hôm nay sẽ lên nhạc luôn để cho các bạn nghe, các bạn cảm nhận xem con AKM cho hàng nội địa Nhật nó có khác gì khi xuất sang Mỹ và châu Âu hay không. Rồi, xin mời các bác lên nhạc luôn. Ơi mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mây nắng sớm chiều mưa dòng, chín tháng sau chín năm gian khó tính khôn cùng. Mẹ hát muôn lần a du hỡi ơi du, kháng chiến đã giành đất nước về cho đời. Con đẹp lắm, mẹ hát muôn lần a du ơi du. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đường mới. Mẹ ngắm con cười, à Giê-xu ơi, ơi Giê-xu. Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời, bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi đang vươn lên đấu tranh. Ai con đẹp lắm, mẹ hát muôn lần, à Giê-xu ơi, ơi Giê-xu. Tự cảm nhận thôi nhỉ, khá là tuyệt vời đúng không? Rất là hay. Con này rõ ràng là giọng trung trầm được thể hiện chậm rãi hơn đúng không? Con chip AKM khá là lạ, nó khác hoàn toàn với những con chip AKM của các đời máy điện 120 xuất thị trường Mỹ. Có thể ưu ái cho người nội địa Nhật chăng? Chưa biết được đúng không? Rồi, em này đọc rất là nhanh nha các bác, như vậy tuyệt vời luôn. Loát đĩa đọc thì thật là tuyệt vời. Đây đang stop nhá. Em play và các bác xem. Ôi xa. Cực mượt. Top. Đấy. Phanh rất hay. Rồi, play. Đấy. Top. Đấy, rất tuyệt vời. Đặc biệt khoét em cho cái mặt kính Meca lên rất đẹp. Bên trong lắp thêm mấy con đèn led để cho nó sáng rực rực xanh xanh cho vui, cho đẹp. Rồi, rất tuyệt vời đúng không các bác? Rồi. Không nói nhiều nữa để cho các bác tự cảm nhận thôi. Em rất khoái chơi PlayStation. Rồi. Xin cảm ơn và hẹn lại tất cả các bác trong video tiếp theo. Các bác nhớ cho một like và một lượt subscribe đăng ký kênh. Rồi. Xin chào.